Chào mừng các em đến với kênh Huệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em khoa học tự nhiên 8, bài số 10 sẽ kết nối tri thức cuộc sống. Chúng ta xem bài giảng Huệ Liêm để các em phải dễ hiểu. Các em sẽ bấm click và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ bài số 10 mình sẽ học về oxit. Mục tiêu của bài học hôm nay mình sẽ nêu được khái niệm oxit và phân loại được các oxit theo khả năng phản ứng của axit với bài giờ. Quyết định phương trình hóa học tạo oxit từ kim loại phi kim với oxygen. Tiến hành được thí nghiệm oxit kim loại phản ứng với axit và oxit phi kim phản ứng với base. Nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm và giúp gia nhận xét về tính chất hóa học của oxit. Trước hết mình sẽ có câu hỏi đáp bài. Tại sao vôi sống CaO lại được sử dụng để khử chua đất trồng trọt? Thì mình thấy là CaO này nếu mà cho vào nước thì mình sẽ tạo thành base. Base sẽ tác dụng axit trong nước. Đúng nè, axit chính là có tính chua nên chính là axit. Bao giờ sẽ tác dụng axit, sẽ trung hòa axit, đúng không? Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sau. Như là khi bón vôi sống CaO lên ruộng thì vôi sống tác dụng của nước tạo thành CaOH hai lần, đây là một bao giờ, đúng không? Thì bao giờ này sẽ có tác dụng của axit có trong đất khử chua cho đất. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ học một lớp mã khái niệm, tìm hiểu về khái niệm oxit bảng 10.1, tên và công thức hóa học của một số oxit. Như mình sẽ có tên oxit là barium oxit, có nghĩa là mình thấy là kim loại là barium. Giờ với oxygen sẽ tạo thành barium oxit. Kẽm với là oxygen tạo thành ring oxit. Nhôm aluminium oxit có nghĩa là kim loại nhôm aluminium với là oxygen tạo thành aluminium oxit. Mình nhớ là kia nhôm sẽ có hóa chỉ 3 nên mình sẽ có công thức hóa học là Al2O3. Tiếp theo là carbon dioxide có nghĩa là carbon với là oxygen. Đi có nghĩa là 2, CO2 chính là carbon dioxide. Tiếp theo là sulfur trioxide, chi là 3. Sulfur là S, về SO3 chính là sulfur trioxide. Tiếp theo là P2O5 chính là diphosphorus pentoxide. Như đây có nghĩa là 2 nè. Pento có nghĩa là 5. Như vậy là diphosphorus pentoxit có nghĩa là P2O5 nè. Giờ như mình sẽ có nhận xét thành phần nguyên tố trong công thức phân tử của các oxit ở cục 2, cục 4 và thực hiện các yêu cầu đề xuất khái niệm về oxit. Thì mình thấy là oxit là gồm có hai nguyên tố, một nguyên trong đó có một nguyên tố là oxygen. Đúng này. Giờ tiếp theo phân loại mình thấy là có hai loại là kim loại với là oxygen và bên đây là phi kim với là oxygen. Đúng không? Như mà trả lời câu hai câu hỏi này như sau. Như vậy mình sẽ có nhận xét công thức phân tử của các oxit ở cột 2 và 4 đều có chứa hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố chính là oxygen. Như là khái niệm oxit thì mình sẽ oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen. Phân loại oxit dựa vào thành phần nguyên tố oxit có thể làm chia làm hai phân loại là oxit kim loại và oxit phi kim. Còn nếu dựa vào tính chất hóa học thì oxit có thể phân loại thành bốn loại, chính là oxit axit, oxit base, oxit lượng tính và oxit trung tính. Đúng rồi. Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài gì. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần mình sẽ đọc thông tin tiếp. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen. Dựa vào thành phần nguyên tố oxit có phân làm hai loại là oxit kim loại và oxit phi kim. Oxit kim loại có thể được tạo thành từ phản ứng của kim loại với oxygen như là barium cộng oxygen tạo thành barium oxit. Oxit phi kim có thể được tạo thành phản ứng của phi kim với oxygen như là carbon phản ứng với oxygen tạo thành CO2. Và dựa vào tính chất hóa học, oxit có hai phân loại là bốn loại là oxit axit, oxit base, oxit lượng tính và oxit trung tính. Quy tắc gọi tên của oxit với nguyên tố chỉ có một hóa trị thì mình sẽ lấy tên nguyên tố cộng chữ oxit là được. Ví dụ như là ring oxit chính là ZnO. Với các nguyên tố có nhiều hóa trị thì mình sẽ tên nguyên tố khiêm hóa trị của nguyên tố cộng oxit. Với oxit của phi kim nhiều hóa trị có thể gọi theo cách tiền tố chỉ số nguyên tố của nguyên tố.
Tiền tố chỉ số nguyên tử của nguyên tố, tên nguyên tố cộng với tiền tố chỉ số nguyên tử oxygen cộng với từ oxy. Mono có nghĩa là một, D là 2, G là 3, tetra là 4. Ví dụ Fe2O3 thì mình thấy là sắt ở trong trường hợp này mình nhớ là oxygen quá chỉ 2. 2 nhân 3 là 6. Như vậy bên đây sắt sẽ qua chỉ 3 thì 3 nhân 2 mới bằng 6. Như vậy sắt lúc này là sẽ có quá chỉ 3 thì mình sẽ đọc là iron 3 oxy. Giờ CO có một C thôi thì mình sẽ đọc là carbon monoxide, có nghĩa là một một ở đây mình thấy là CO chỉ có một oxygen thì mình thấy là carbon, tên của nguyên tố carbon. Monoxide có nghĩa là một oxygen nên mình sẽ đọc là carbon monoxide. Hoặc mình thấy ở đây là carbon sẽ có hóa trị 2 thì mình đọc là carbon 2 oxide cũng được. Còn CO2 mình thấy là trong chất này mình thấy là có 2 oxygen thì carbon mình sẽ đọc carbon, 2 oxygen mình sẽ đọc là dioxide, carbon dioxide. Hoặc mình thấy là ở trong đây mình nhớ là oxygen luôn luôn hóa trị 2, 2 oxygen là hóa trị 4, như là carbon sẽ hóa trị 4 thì mình sẽ đọc là carbon 4 dioxide, carbon 4 oxy cũng được, đúng không? Như vậy mình sẽ nhớ quy tắc tên gọi. Nếu mà nguyên tố chỉ có một hóa trị thì mình lấy tên nguyên tố cộng oxy là được. Còn nếu mà tên nguyên tố đó có nhiều hóa trị thì mình sẽ tên nguyên tố cộng hóa trị cộng oxy. Còn nếu mà oxy của vi kim thì mình thấy là nếu một một oxygen thì mình sẽ đọc là mono. Ví dụ như là carbon monoxide. Hai thì mình sẽ đọc là đi, có nghĩa là ví dụ như là CO2 mình đọc là carbon dioxide. 3 là chi, đúng không? Ví dụ SO3 hay kem sẽ đọc là sulfur dioxide, tetra là bột, vân vân, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu hỏi cho sơ đồ phản ứng. Giờ bây giờ mình sẽ hoàn thành các phương trình phản ứng và đọc tên các sản phẩm. Như là phản ứng 1 chấm hỏi cộng oxygen cộng Al2O3. Al2O3 thì mình thấy đây là aluminium, đây là oxygen thì mình sẽ đọc là aluminium oxy, đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ hoàn ứng, như đây là có nhôm thì bên đây phải có aluminium nó mới phản ứng được, đúng này. Giờ bây giờ mình cân bằng, mình nhớ là quy tắc chưa, cân bằng là phải lẻ thì làm cho nó tròn trước. Mình thấy là O3 thì sẽ phóng to chỗ này cho kem xem. Mình thấy là O3 đang bị lẻ, mình khiêm số 2 vô đây cho thành 6 là chặt. Như vậy lúc này mình sẽ thấy là có 6 oxygen. Bên đây có 2, mình khiêm số 3 ở đây là đủ 6. 3 nhân 2 là 6. Như vậy là mình thấy là Al2, 2 nhân 2 là 4, khiêm số 4 ở đây là được. Đúng rồi. Như 4Al cộng 3O2 sẽ thành 2Al2O3, aluminium oxy. Còn phản ứng 2 thì B phở chính là phosphorus. Ở đây chắc chắn là cộng oxygen mới thành B2O5 được, đúng không? Như đây chính là O2. Giờ như vậy là mình có là B2O5. 2 mình thấy là có 2 phosphor nè thì mình sẽ đọc là diphosphorus. Có O5 có nghĩa là 5 cái oxygen thì mình sẽ đọc là pentoxy, đúng không? Như là B2O5 mình sẽ đọc là diphosphorus pentoxy. Giờ bây giờ mình sẽ cân bằng chỗ này, mình thấy là O5 ở đây quy tắc là số lẻ cân bằng làm chặn chứ. 5 mình sẽ thêm số 2 ở đây cho thành 10. 2 nhân 5 là 10 thành chặn. Như ở bên đây là 2 thêm số 5 ở đây. 5 nhân 2 là 10 sẽ bằng nha. Giờ ở đây là 2 nhân 2 là 4, thêm số 4 ở đây là bằng. Đúng này. Tiếp theo là phản ứng 3. Như lên bên đây là S chấm hỏi SO2. Như là mình thấy là 2 chính là D thì mình sẽ đọc là S chính là sulfur, mình sẽ đọc là sulfur dioxide. Còn SO3 thì các em sẽ đọc là sulfur dioxide. Giờ ở đây chắc chắn phải là O2 thì mới đây bên đây có oxygen, bên đây phải có oxygen, đúng không? Giờ bây giờ mình thấy là cân bằng giờ. SO2 SO2 cân bằng. Tiếp theo là MgO2. Mình nhớ là Mg sẽ có hóa trị 2, oxygen cũng hóa trị 2 nên mình sẽ biết ở đây là MgO là được. Giờ mình sẽ cân bằng trước nha. Như bên đây là O2 mình khiêm số 2 bên này. Đủ O2, Mg2 khiêm M số 2 bên đây nữa là được. Đã cân bằng.
Dạ, như mình sẽ đọc tên, đây là một kim loại. Kim loại này chỉ có một giá trị thì các em sẽ đọc là tên kim loại cộng với oxit là được. Như vậy là mani, xium, oxit. Giờ magnesium oxit. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Tiếp theo mình sẽ đến hai la mã tính chất hóa học. Môn nhỏ mình sẽ học về oxit axit, tìm hiểu tính chất hóa học của oxit axit, chuẩn bị dung dịch hydrochloric acid HCl nồng độ là 0,1 m. Khi lấy hóa chất ống thủy tinh hình chữ L nóc cao su ống nghiệm 1 đựng cho khoảng 1 g đá vôi CaSO3 đã đập nhỏ. Ống nghiệm 2 đựng nước vôi trong CaOH2 lần. Tiến hành cho vào ống nghiệm 1 khoảng 30 ml dung dịch hydrochloric acid 0,1 m để điều chế khí carbon dioxide. Đẩy ống nghiệm bằng nút cao su có ống thủy tinh hình chữ L xuyên qua, dẫn khí carbon dioxide vào ống nghiệm quan sát thực hiện các yêu cầu. Nếu hiện tượng xảy ra khi mới dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong và khi dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong một khoảng thời gian. Thì mình thấy là dẫn từ từ khí carbon dioxide vào nước vôi trong thì ban đầu dung dịch sẽ bị quản đục. Tiếp tục dẫn khí khi carbon dioxide sau một thời gian quãng dài sẽ quản đục sẽ bị tăng dần. Đúng không? Như câu này các em trả lời như sau. Như vậy dẫn từ từ khí carbon dioxide vào nước vôi trong ban đầu dung dịch quản đục. Tiếp tục dẫn khí carbon dioxide vào sau một thời gian quản đục sẽ lại tăng dần. Giờ như là thầy sẽ viết phản ứng viết phương trình hoạt ứng chỗ này để cho các em hiểu tại sao khi dẫn khí CO2 carbon dioxide vào nước vôi trong thì ban đầu bị quản đục nhé. Như vậy mình sẽ viết phương trình phản ứng như là nước vôi trong chính là CaOH2 lần tác dụng với lại CO2 khí CO2 sẽ tạo thành CaCO3. CaCO3 là kết tủa, nó sẽ làm quản đục đúng không? Cộng nước. Giờ sau đó nếu tiếp tục tăng cái CO2 lên nữa thì cái này nó sẽ tan thành chất mới chính là CaHCO3 đúng không? Như vậy là ban đầu thì sẽ có kết tủa CaO, nếu tiếp tục tăng CO2 này vô thì cái kết tủa này nó sẽ tan ra nữa đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo các oxit axit khác như SO2, SO3, P2O5 cũng phản ứng với dung dịch 3 giờ tạo thành muối và nước. Oxit axit khi tác dụng với dung dịch 3 giờ tạo thành muối và nước. Ví dụ carbon dioxide tác dụng với dung dịch calcium hydroxide. Khi sụp từ từ khí carbon dioxide và dung dịch calcium hydroxide ban đầu dung dịch quản đục do có muối tạo thành. Chính là calcium carbonate không tan. CaOH lần cộng CO2 sẽ thành CaCO3 cộng H2O. Giờ tiếp theo mình sẽ có một câu hỏi. Viết phương trình hóa học phản ứng giữa SO2 và dung dịch NaOH minh họa cho tính chất hóa học của sulfur dioxide. Như là SO2 này đây là một oxit axit nên tác dụng 3 giờ tạo thành muối và nước. Như các em sẽ viết phương trình hóa học như sau. Như là phương trình hóa học mình sẽ có hai phương trình. Tại sao như vậy? SO2 cộng với NaOH, nếu mà NaOH này dư thì sẽ tạo thành Na2SO3 cộng nước. Như vậy nếu mà SO2 dư thì lúc này sẽ tạo thành NaHSO3. Tại sao như vậy? Nếu là NaOH dư có nghĩa Na này nhiều nè, thì lúc này N sẽ thành N2. Còn nếu mà SO2 dư có nghĩa Na thiếu nên chỉ có một Na bên đây thôi. Đúng nè. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Như vậy muối này người ta gọi là muối muối trung tính nè. Còn này là muối axit, có nghĩa là muối này còn vẫn còn hydrogen chỗ này nên gọi là muối axit nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đọc thông tin ở đây. Carbon dioxide còn gọi là khí nhà kính chiếm khoảng 0,041% thể tích khí nguyện.
Khí carbon dioxide được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau như là khói bụi từ núi lửa phun trào, từ khí thải công nghiệp hoạt động giao không trong quá trình đốt nhiên liệu để chạy động cơ ô tô xe máy. Việc gia tăng lượng carbon dioxide trong không khí là nguyên nhân chính làm cho đất nóng lên. Khí thải của các nhà máy nếu không được xử lý theo đúng quy trình quy định trước khi đưa vào không khí có thể chứa một lượng tương đối lớn các oxit như là sulfur dioxide, nitrogen dioxide, các khí nào có trong không khí là nguyên nhân gây ra mưa axit. Đúng không? Mình thấy là cái này tác dụng của nước sẽ tạo thành mưa axit nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ học phần số 2 oxit bazơ. Tìm hiểu tính chất hóa học của oxit bazơ chuẩn bị. COO dạng bột, dung dịch H2SO4 axit lỏng. Mình khi lấy hóa chất ống nghiệm tiến hành cho một ống nghiệm một khề bột COO, đây là một oxit bazơ, cho thêm khoảng 30 lít dung dịch H2SO4, đây là một axit mạnh. Lắc đều ống nghiệm qua bằng sáng như mình sẽ có một oxit kim loại tác dụng axit tạo thành muối và nước. Đúng này. Thực hiện yêu cầu nêu hiện tượng của thí nghiệm nêu giải thích. Như là mình thấy là hiện tượng là bột CaO này sẽ tan dần do có phản ứng. Đúng này. Sau phản ứng dung dịch thu được sẽ có màu xanh. Đó chính là COS1. Giờ như vậy câu này các em trả lời sao? Như vậy hiện tượng là bột COO sẽ tan dần sau phản ứng dung dịch thu được có màu xanh. COO là một oxit bazơ tác dụng axit tạo thành muối và nước. Như vậy đây là mình thấy là CO này là kim loại tác dụng với góc axit SO4 tạo thành COSO4. Giờ oxygen này cộng với hydrogen bên đây sẽ tạo thành được. Này. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp bằng bài diễn nha. Mình nhớ là COSO4 sẽ có màu xanh nha. Giờ tiếp theo, các oxit bazơ khác như là Na2O, CaO, Fe2O3 cũng phản ứng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Ví dụ phản ứng loại bỏ sắt, Fe2O3 tác dụng HCl sẽ tạo thành muối FeCl3 cộng nước. Ở đây mình thấy sắt ở đây là hóa trị 3, nên bên đây sẽ là FeCl3, nhớ là Cl hóa trị 1 nha. Sắt hóa trị trong hợp chất này, oxygen hóa trị 2, 2 nhân 3 là 6, bên đây sẽ là 3, 3 nhân 2 là 6, sắt hóa trị 3, Cl hóa trị 1, nên bên đây sẽ là FeCl3, như vậy biến thành muối và nước. Như vậy các em nhớ là oxit bazơ tác dụng axit tạo thành muối và nước. Giờ tiếp theo mình còn hai loại oxit nữa, chính là oxit lượng tính. Oxit lượng tính tác dụng được với cả dung dịch axit và dung dịch bazơ luôn, cũng tạo muối và nước. Một số oxit lượng tính thường gặp như là Al2O3 và CnO. Và cuối cùng mình sẽ có một oxit trung tính. Ngoài ra còn một số oxit không tác dụng với axit, dung dịch axit cũng không tác dụng được với dung dịch bazơ, chúng gọi là oxit trung tính hay là oxit không tạo muối. Ví dụ như là CONO. Mình thấy là CO đây là một chất khí độc nha. NO cũng vậy. Là do nó không tác dụng với được với dung dịch axit cũng không tác dụng bao giờ. Giờ ở đây mình sẽ có một câu hỏi. Quý phương trình minh họa cho tính chất hóa học của oxit bazơ và oxit axit lấy măng mani oxyum oxit và sulfur dioxide làm ví dụ nha. Như câu này các em trả lời như sau. Giờ mình sẽ lấy ví dụ về tính chất hóa học của oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Như là magnesium oxit là MgO cộng axit chính là HCl như tạo thành muối và nước. Như là mình nhớ là magnesium hóa trị 2, Cl hóa trị 1, như vậy sẽ là MgCl2 cộng nước. Mình xem cân bằng chưa, mình thấy bên đây có Cl2, bên đây có một Cl khiêm số 2 ở đây là được. Đúng này. Lúc này có H2 này. Đúng này. Hai bên đã cân bằng. Tiếp theo là MgO cộng với HCl4, đây cũng là axit. Oxit bazơ tác dụng axit tạo thành muối và nước. Như là Mg hóa trị 2. Các em nhớ là nhóm SO4 này cũng hóa trị 2 nên sẽ bên đây là MgSO4. Như sẽ tạo thành muối và nước. Đã cân bằng, hai bên đã bằng nhau. Tiếp theo là tính chất hóa học của oxit axit lấy sulfur dioxide làm ví dụ thì mình thấy là sulfur dioxide chính là SO2. KOH chính là một bazơ. Oxit axit tác dụng bazơ tạo thành muối và nước. Như là SO3 hóa trị 2, mình nhớ là K này hóa trị 1, như vậy mình sẽ biến thành K2SO4, SO3.
như vậy sẽ tạo thành K2SO3 và nước. Giờ SO2 CLH2 lần cũng là một bazơ. Oxit axit tác dụng bazơ cũng tạo thành muối và nước. Như SO3 quá trị 2, Ca cũng quá trị 2, như là mình để là CaSO3 cộng được. Mình thấy là ở đây là K2 bên đây chưa cân bằng thêm số 2 rồi. Lúc này mình sẽ xem cân bằng hết chưa nhé. Đây là H2 nè. O2 đây là O2 là 4, đây là 3, 1 là 4 đủ. Giờ bên đây mình thấy là CSO3 O4 H2 được, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 1 mình sẽ đến câu số 2. Tiếp theo là câu số 2 cho các oxit CaO, Fe2O3, SO3, CO2 và CO. Thì mình thấy đây là Ca là quá, đây là kim loại nên đây là oxit bazơ, đây là oxit bazơ. Còn ba cái này là oxit axit. Mình nhớ là CO này không tác dụng axit cũng không tác dụng bazơ nha. Như vậy oxit nào có thể tác dụng HCl? Như là HCl chính là một axit. Như là mình sẽ có là oxit bazơ sẽ tác dụng axit. Và hai cái này là oxit axit tác dụng với bazơ, CO không phản ứng với ai hết. Đúng không? Như vậy quyết các phương trình hóa phản ứng hóa học. Và hãy cho biết oxit trên thuộc loại oxit nào nha. Như câu này các em trả lời như sau. Như mình sẽ có là hai cái này chính là oxit 3R, đúng không? Nên sắp tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Giờ ở đây mình thấy là CL2 khiêm số 2 ở đây. Giờ H2O đủ. Ở đây là mình thấy là sắt ở đây quá trị 3 nên sẽ đây là FeCl3 cộng nước. Ở đây mình thấy đây là có đây là CL3 này. Mình nhớ là quy tắc là mình phải thêm số 2 ở đây cho nó tròn chứ. Thành số chẵn 2 nhân 3 là 6, thêm số 6 ở đây. Giờ đủ chưa? 6 Cl, 6 Cl, Fe2, O3, 6H, thêm số 3 ở đây. Được nè. Như là 6H, 3O, 6H3O, đủ. Giờ oxit tác dụng với 3 giờ thì sẽ có hai cái oxit axit 3 này. Giờ SO3 cộng với NaOH sẽ tạo thành muối và nước. Như ở đây trong trường hợp này là NaOH là dương thì mới tạo thành cái muối này nha. Như mình sẽ xem cân bằng ở đây là 2. NaOH dương hoặc là vừa đủ thì nó sẽ tạo thành Na2 ở chỗ này. Được không? Giờ SO3O giờ đủ. CO2 cộng với NaOH cũng tạo thành muối và nước. Như Na trong trường hợp này NaOH phải là đủ nha, hoặc là dư thì mới tạo thành Na2 chỗ này. Như vậy ở đây là số 2, Na2 thì bên đây số 2 luôn. Giờ CO3 đây là O4, 4O2H độ, đúng không? Giờ cho như vậy là mình trả lời câu số 2. Thì mình kết luận là còn CO là oxit trung tính không tác dụng với NaOH cũng không tác dụng với HCl. Giờ trả lời xong câu số 2 mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ như là em đã học hôm nay thì mình đã học về oxit là chất hóa học gồm có hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen. Các oxit được chia thành bốn loại là oxit bazơ, oxit axit, axit lỏng tính và oxit trung tính. Oxit axit sẽ tác dụng với dung dịch kiềm tạo thành muối và nước. Oxit bazơ tác dụng dung dịch axit tạo thành muối và nước. Oxit lỏng tính sẽ vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. Còn oxit trung tính sẽ không tác dụng với ai hết. Đúng này. Như vậy sau bài học hôm nay dựa vào tính chất của oxit giải thích hiện tượng hóa học trong thực tiễn đời sống như là hố vô tôi nổi bán chăng, giải thích được việc dùng vôi bột để khử chua đất trồng. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giới thiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hề Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.